Linh cảnh hành giả chương 393, kết toán cùng trở về. một Nghĩ tới người mẹ vứt bỏ chồng con, nghĩ tới cha ôn hòa thiện lương, lại hiền lành mà bị bắt nạt. Nghĩ tới thời gian vất vả của hai bố con những năm qua, những ký ức quá khứ này, cuối cùng lại chuyển biến thành phẫn nộ cùng không cam lòng cường đại. Ý thức vốn mơ hồ, như hồi quan phản chiếu tỉnh táo lại. Ta thế mà sẽ chết ở trong tay hắn. Lý Hiển Tông gian nan, dùng một tia ý chí cuối cùng mở ra ô vật phẩm. Ngay sau đó, áo khoác dơ bẩn có mùi, dao gấp ở tay phải, pháp trượng suy vong ở tay trái, cùng với phấn viết trong lòng bàn tay hết thảy thu về ô vật phẩm. Từ trong ô vật phẩm triệu hồi đạo cụ, thu về đạo cụ, đều là chuyện của một ý nghĩ. Làm xong tất cả cái này, Lý Hiển Tông suy sụp cúi đầu, mặc kệ bọc khí chóp mũi trào ra của mình trong dòng nước dần dần ít đi, nhỏ đi. Đoàn hỏa phân thân lại bắn một phát súng, bắn nổ đầu Lý Hiển Tông. Thủy phân thân lúc này mới tan đi, pháp thân, để nước sông ào ào rơi xuống. Ngay sau đó, Trương Nguyên Thanh giải trừ trận pháp, thái cực trên lưng pháp bào nghịch chuyển, từng ngọn lửa bay lên, lao vào phần màu trắng, từng mạch nước ngầm hư ảo thì quay về phần màu đen. Pháp bào âm dương hạ xuống, vừa vặn rơi ở trên người Trương Nguyên Thanh phía dưới. Ngõ nhỏ nào đó cách xa bờ sông, quan nhã, nữ vương ngã ngồi dưới đất, nắm chặt thời gian khôi phục thể lực, ly, ly nguyên thượng thảo chăm sóc hỏa sư trúng độc hôn mê. Lý Thuần Phong đứng ở đầu ngõ canh chừng. Cật ngẫu đã thức tỉnh, đang từng chút một khôi phục tinh lực, nhìn mọi người lặng lẽ không nói, vẻ mặt chăm chú, ấy nấy nói. Xin lỗi, tôi việc gì cũng chưa giúp được. Không có ai quan tâm hắn, trái tim mọi người luôn treo lên, bọn họ đang đợi một tin tức, chờ một cái tuyên án. Rốt cuộc, bên tai mấy người truyền đến tiếng linh cảnh nhắc nhở quen thuộc. Tiên Chúc mừng ngài hoàn thành nhiệm vụ linh cảnh nhiều người trấn âm dương, đánh số 2273, độ khó cấp A, đang kết toán phần thưởng. Thắng rồi. Thắng rồi. Nguyên thủy xử lý lý hiển công rồi, chúng ta thắng rồi. Nghe tiếng nhắc nhở bên tai, nữ vương đứng bật dậy, khuôn mặt tươi đẹp nở rộ mừng như điên. Tâm tình cô kích động, đứng dậy vừa nhanh vừa mãnh liệt, bộ ngực đầy đặn run rẩy như quả đông lạnh. Lý Thuần Phong siết chặt nắm tay, vấn chấn liên tục vung vài cái tiếp theo lại mắng một tiếng đệt, phát tiết cảm xúc động lại ở trong lòng lúc này mới nói đây là phó bản hung hiểm nhất tôi từng gặp được dưới tuyệt cảnh như vậy còn có thể lật ngược thế cờ tôi không làm được không hổ là thiên tài vượt qua hai cái cấp ép không hổ là nguyên thủy thiên tôn quá lợi hại rồi lili nguyên thượng thảo khuôn mặt vui sướng áp chế sự trầm muộn nói đồng đội tôi trước kia gặp được so với cậu ấy chênh lệch quá rõ ràng Trấn Âm Dương là phó bản độ khó cao nhất hắn từng trải qua, hoàn toàn khác với phó bản trước kia, đồng đội cũng hoàn toàn khác. Lý Thuần Phong bình tĩnh cơ trí, quan nhã sâu không lường được sở trường bắn, nữ vương cùng hỏa đức tinh quân thực lực không tầm thường, huống chi còn có nguyên thủy loại nhân vật cấp ngôi sao này. Kẻ địch trận doanh tà ác bên kia cũng vô cùng đáng sợ. Những kẻ này đều là cao thủ thật sự nha, cao thủ giai đoạn siêu phàm. Sống sót rồi, thật tốt lý hiển tông bị hắn giết chết ở trong phó bản chờ trở về hiện thực không biết phải chấn động bao nhiêu người thật sự là luôn làm ra tin tức lớn như vậy xếp hạng treo thưởng lại phải tăng lên quan nhã nằm tựa về phía sau như trút được gánh nặng dựa vào bên tường khóe miệng cong lên một nụ cười không tự giác cật ngẫu gầy còn như là nằm mơ cứ như vậy thắng rồi phó bản khó như vậy cứ như vậy để mình vượt qua rồi tính cách trung hậu thành thật hắn có chút hổ thẹn Cảm giác mình chưa làm cái gì cả, thậm chí còn sướng một phen ở trên người từ quả phụ, không xứng vượt qua phó bản. Lúc này, nữ vương hít thở đột nhiên dồn dập, thưởng, thưởng hậu hỉnh quá, a à tôi yêu nguyên thủy thiên tôn chết mất. Mọi người nghe vậy, vội vàng tập trung sức chú ý, xem xét kết toán nhiệm vụ. Quan nhã nhìn cô gái này thêm một cái. Trong phần thưởng kết toán đạt được vật phẩm, kê đạo cụ, ban phái lệnh, thưởng giá trị kinh nghiệm, 28% Kết toán chủ tuyến đã hoàn thành. Tiên, chúc mừng Ngài hoàn thành nhiệm vụ ẩn, đang kết toán phần thưởng cho Ngài. Đạt được vật phẩm khe đạo cụ, phát bào âm dương, thưởng giá trị kinh nghiệm, 30%. Kết toán nhiệm vụ ẩn đã hoàn thành. Tiên, chúc mừng Ngài tấn thăng thần giả du cấp 3. Tiên, phần thưởng thẻ nhân vật kích hoạt, cho đạo cụ, bình xịt kẻ kéo dài. Kết toán xong. 10 phút sau rời khỏi linh cảnh. Ban phái lệnh quả nhiên có rồi, về sau mình có thể xây dựng tiểu đoàn đội của mình. Trương Nguyên Thanh mừng rỡ. Phần thưởng ban phái lệnh xác suất không lớn, cần đạt tới điểm ẩn nhất định mới có thể kích hoạt. Rất hiển nhiên, hai đoàn đội chiến đấu kịch liệt, thế cục liên tiếp xoay chuyển, hắn chỉ huy cùng lật ngược thế cờ, được phó bản tán thành. Phần thưởng thể nhân vật ma quân đúng hẹn tới, vẫn như cũ là đạo cụ, nhưng nghe tên tựa như không quá thích hợp. Trương Nguyên Thanh không có thời gian xem xét đạo cụ, mi tâm nóng rát một cơn, dấu ấn trăng tròn màu đen hiện ra. Một luồng thái âm lực mạnh mẽ từ trong dấu ấn phóng thích, lấy tư thái gần như mãnh liệt vô lý xông vào trong cơ thể, mang đến đau đớn cùng nóng rực sửa chữa gian, tổ chức lại sinh mệnh. Hắn không tự chủ được trung lên, theo bản năng cúi đầu nhìn, cả kinh, thấy thân thể của mình đứng ở tại chỗ. Lại linh hồn xuất khiếu rồi. Một lần trước linh hồn xuất khiếu, còn là thời điểm vừa vượt qua đường hầm xà linh, trở thành thần giả du cấp 1. Ước chừng 3 phút sau, linh thể trở về trong cơ thể, thái âm lực cuồng bạo mạnh mẽ bình ổn, Trương Nguyên Thanh vừa cảm ứng thân thể biến hóa, vừa mở ra bản điều khiển thuộc tính, tên họ, Nguyên Thủy Thiên Tôn. Chủng tộc, nhân loại, nghề nghiệp, thần giả du cấp bậc 3. Kỹ năng, giả du, vệ linh, thái âm chi linh, khiếu nguyệt, mỹ thuật, linh triện, thần du. Giá trị kinh nghiệm, 8% giá trị đạo đức, 140 giá trị thanh danh, 40. Linh triện, chủ động linh văn chỉ thuộc về thần dạ du, có thể vẽ bùa, trận pháp. Ghi chú, đã bổ toàn, có thể vẽ trận pháp luyện chế âm thi. Thần du, nguyên thần thoát ly thân thể, thời gian hạn định 20 phút. Thần dạ du quả nhiên có năng lực linh hồn rời khỏi cơ thể, dù sao sở trường lĩnh vực này, chỉ là không ngờ tới cấp 3 mới có thể học mình rốt cuộc mang toàn bộ kỹ năng của thần giả du đều học xong rồi cảm khái xong trương nguyên thanh đang muốn xem xét đạo cụ chợt nghe tiếng cục cột truyền đến giày khiêu vũ màu đỏ màu sắc ảm đạm thất tha thất thểu đi đến khi thì hướng đông khi thì hướng tây giống như đàn ông say rượu bộ dáng không quá thông minh cũng như vậy rồi còn muốn tìm mình khiêu vũ thừa dịp hiệu quả nguyền rủa chưa tan đi trương nguyên thanh lợi dụng bất thu nó về ô vật phẩm tiếp theo Hắn theo thứ tự mang các đạo cụ như con mắt người quan sát thu về ô vật phẩm, rốt cuộc có thể chuyên tâm xem xét đạo cụ mới thu hoạch. Tên, ban phái lệnh, chờ kích hoạt, loại hình, lệnh bài. Công năng, thành lập ban phái, có thể thăng cấp. Giới thiệu, ban phái lệnh cấp 1, có thể thành lập một tiểu đội 6 người, có thể sáng lập phó bản chỉ thuộc về tiểu đội, có thể lấy được ngoài định mức thưởng giá trị kinh nghiệm, thưởng ban chủ là gấp 2 thành viên bình thường, có thể mời đội viên cùng cấp bậc tham dự phó bản, có thể mở ra kho hàng ban phái. Ghi chú 1, phó bản chuyên thuộc về ban phái, nhưng số đội viên đạt tới 6 người có thể mở ra. Ghi chú 2, kho hàng ban phái chưa mở ra, ghi chú 3, ba, ban phái lệnh bỏ qua trận doanh, có thể kéo trận doanh đối địch vào đội. Ghi chú 4, thành viên ban phái không thể phản bội nhau, không thể tự giết lẫn nhau. Cái đệt, món đồ chơi này so với đạo cụ khác còn quý hơn nhiều người có năng lực có giả tâm chỉ cần đạt được ban phái lệnh cho thời gian tuyệt đối trở thành một kiêu hùng ví dụ mình mình muốn dùng nó xây dựng đoàn đội nhỏ của mình tốt nhất là thành lập một đội ngũ độc lập ngoài chính phủ lấy hành giả hoang giả làm chủ như vậy có lợi cho khai thác con đường nhân mạch không lặp lại cho nên người ngũ hành minh thì thôi trương nguyên thanh triệu hồi ra ban phái lệnh đây là một cái lệnh bài tam giác đúc bằng đồng xanh mặt trước có khắc hai chữ ban phái sau khi cầm ban phái lệnh, giao diện màu lam tự động bắn ra, Trương Nguyên Thanh ở trên giao diện lấy ngón tay thay bút, đưa vào cái tên lâm thời nghĩ ra, xiển giáo. Tiên. Tên đã bị chiếm dụng, mời đặt tên một lần nữa. Vương giả Quy Lai, PS Vương giả trở về. Tiên. Tên đã bị chiếm dụng, mời đặt tên một lần nữa. Vong giả Quy Lai, PS người chết trở về. Tiên. Đặt tên thành công, ban phái lệnh đã kích hoạt, nhà kho ban phái mở ra. Ghi chú, nhà kho ban phái không thuộc về ô vật phẩm, ban phái lệnh là chìa khóa, mỗi một thành viên đều có thể mở ra nhà kho ban phái xem xét vật phẩm, nhưng cần ban chủ đồng ý mới có thể lấy ra vật phẩm trong kho. Trương Nguyên Thanh xem xét giao diện thuộc tính, thấy có thêm một tin tức. Ban phái, vong giả quy lai, like, ban chủ. Tiếp theo, trong lòng khẽ dao động, mở ra nhà kho ban phái, số lượng ô trữ vật có đầy đủ 20 cái, nhiều hơn ô vật phẩm nhiều. Hóa cửa nhà kho ban phái chính là lệnh bài, mà không phải thẻ nhân vật. Nếu như vậy, mình hoàn toàn có thể ném người rơm vào trong kho hàng, như thế, người rơm không phải đạo cụ của mình, trả giá vạn vẹo xu hướng tính dục liền có thể hóa giải, để lại trong nhà kho làm phúc lợi cho thành viên ban phái. Chính mình cũng có thể sử dụng bất cứ lúc nào, cái này tốt hơn nhiều so với nộp cho tổ chức. Mắt Trương Nguyên thanh sáng lên, mừng rỡ không thôi người rơm là một đạo cụ nguyền rủa mạnh lúc chiến đấu dùng để khắc chế đạo cụ đối thủ có thể thu được hiệu quả bất ngờ nhưng trả giá là thẩm mỹ dần dần khuynh hướng neo nái thoạt nhìn tựa như không phải quá trí mạng với nguy hiểm nhưng thời gian dài xu hướng giới tính sẽ vặn vẹo không thể nghịch chuyển hiệu quả tịnh hóa của chày phục ma cũng vô dụng ý nghĩa sống cũng chỉ còn nâng mông heo nái thật đáng sợ cuối cùng trương nguyên thanh lấy ra bình xịt kẻ kéo dài thẻ nhân vật thưởng bề ngoài nó không khác lắm bình xịt chống dê sồn. Mấy giây sau, tin tức vật phẩm hiện ra. Tên, bình xịt kẻ kéo dài. Loại hình, vật phẩm chăm sóc sức khỏe. Công năng, kéo dài thời gian. Giới thiệu, nó là tác phẩm của một vị phương sĩ. Vị phương sĩ đó lúc còn trẻ, vì kiếm tiền nhanh, chuyên môn bán cho nhà giàu quan lại thuốc tráng dương, được công nhân, người xin thuốc đi mòn cả bậc cửa nhà, cung không đủ cầu. Phương sĩ bật ra ý kiến, sản xuất ra bình xịt tiện lợi, sử dụng một lần, có thể kéo dài 2 giờ, theo người sử dụng chứng thực, xịt thời gian dài, sẽ có sự tăng trưởng. Ghi chú, ngươi biết cai sắc khó bao nhiêu không, ngươi biết không? Cho nên xin làm người đứng đắn, sử dụng cẩn thận. Ạch, à, trời ạ, à, mình thấy cái gì? Trên đời vậy mà có bảo vật thần kỳ như thế. Trương Nguyên Thanh xem hết tin tức vật phẩm, im lặng thật lâu, trong đầu chỉ một ý nghĩ, đệt, lại phát tài rồi Đàn ông trung niên à Xịt một lần thu phí 10.000 không quá đáng chứ Về phần trả giá Hẳn là dùng lâu sẽ nghiện Trương Nguyên Thanh đang nghĩ Liền nghe được một tràng tiếng bước chân dùng dập truyền tới Quay đầu nhìn là bọn quan nhã Lúc này Cách thời điểm trở về khoảng 3 phút Chờ mọi người tới gần Trương Nguyên Thanh đảo qua mọi người Trên khuôn mặt có sự vui sướng Liền cười nói xem ra mọi người thu hoạch không tệ May là có cậu Nụ cười trên mặt Lý Thuần Phong ngăn cũng không ngăn được, giá trị kinh nghiệm của tôi đạt tới 90% rồi, có lẽ có thể tham gia phó bản giết chóc giữa năm, xông lên thánh giả. Mặt khác, tôi đạt được một món đạo cụ coi như không tệ, bù lại sở đoạn công kích không đủ của tôi. Nữ vương thản nhiên nói, tôi cũng đạt được một món đạo cụ, giá trị kinh nghiệm đạt tới 87%, mặc dù ở trong cấp 3, tôi cũng là tiêu chuẩn trung thượng du rồi. Phó bản giết chóc giữa năm, tôi cũng muốn tham gia đúng rồi nguyên thủy cậu hẳn là sắp cấp 3 rồi nhỉ quan nhã lập tức nhìn qua tôi đã cấp 3, có thể tham gia phó bản giết chóc giữa năm chị quan nhã chị thì sao trương nguyên thanh cười nói chị cũng cấp 3 rồi vẻ mặt quan nhã dạy ra gã này đang làm cái gì thế ba cái phó bản lên liền ba lần đây là tốc độ thăng cấp biến thái gì vậy linh cảnh hành giả bình thường lên một cấp phải qua ba bốn lần phó bản thậm chí càng nhiều hơn tốc độ thăng cấp như vậy có thể so với tiểu vu bà kia trong gia tộc cậu tự như trở thành linh cảnh hành giả mới hơn một tháng nhỉ hẳn là phó bản lần thứ ba hoặc lần thứ tư của cậu à nữ vương khẽ há hốc cái miệng nhỏ nhắn trương nguyên thanh quay sang nhìn về phía hỏa sư cậu ta làm sao còn chưa tỉnh vậy ly ly nguyên thượng thảo giải thích hẳn là đã khôi phục ý thức nhưng độc tố tê dại thần kinh cậu ta ý thức tỉnh rồi thân thể chưa tỉnh sau khi trở về ngủ mấy ngày là khỏe trương nguyên thanh hỏi tiếp chị quan nhã thương thế ra sao rồi thăng cấp cũng không thể làm thương thế khôi phục nhiều nhất là thể chất tăng cường giảm bớt thương thế ở mức độ nhất định tựa như hắn bây giờ đã rất suy yếu hận không thể ngủ ngay một giấc bây giờ mới nhớ hỏi thương thế của mình trong lòng quan nhã hừ nhẹ một tiếng không thèm để ý hắn hử trương nguyên thanh có chút kỳ quái nhìn cô vài lần nữ vương nhìn thoáng qua bảng đếm ngược vội nói mọi người trao đổi phương thức liên lạc một phen đi có thể cùng chung hoạn nạn chính là duyên phận phương thức phát triển mạng lưới quan hệ chủ yếu của hành giả chính phủ chính là kết bạn đồng đội trong phó bản bình thường mà nói như phó bản loại hình đối kháng này nếu có thể vượt qua ít nhiều đều sẽ bồi dưỡng được tình cảm cùng sự tín nhiệm nhất định khả năng offline rồi tiếp tục liên hệ cực lớn thậm chí còn có linh cảnh hành giả bởi vậy kết duyên, trở thành người yêu, vợ chồng. Mọi người trao đổi xong phương thức liên hệ, vừa lúc đến ngược chấm dứt, cảnh vật nháy mắt trở nên vạn vẹo. Hình ảnh từ mơ hồ đến rõ ràng, Trương Nguyên Thanh thấy phòng ngủ cùng giường hỗn độn quen thuộc. Đồng hồ điện tử trên tủ đầu giường biểu hiện thời gian, 5 giờ 20 phút. Tiết trời tháng 5, sắc trời đã sáng, ngoài cửa sổ là tiếng chim hót réo rắt, cùng với tiếng các ông bà trong tiểu khu dậy sớm loáng thoáng nói chuyện tường hòa an bình trương nguyên thanh đứng bên cửa sổ hít thở không khí mát mẻ ẩm ướt sáng sớm mỗi lần từ linh cảnh trở về hắn đều có loại cảm giác như đã được mấy đời trời sáng rồi mệt quá buồn ngủ quá mí mắt trương nguyên thanh nặng nề mỗi một tế bào của thân thể đều phát ra tiếng thở dài lười biếng hận không thể cắm đầu ngủ ngay khôi phục thể lực cùng tinh lực hắn quay về bên cạnh bàn xé xuống một trang giấy, soạt soạt, viết. Hôm nay không có tiết học, thức đêm chơi game, không ăn bữa sáng, đừng quấy rầy. Dán tờ giấy trên cửa, đóng lại cửa phòng, lại gửi tin nhắn cho Lý Đông Trạch báo cho biết đã từ phó bản đi ra, cắm đầu ngủ luôn. Ngày kế, tiểu khu xa hoa nào đó gần văn phòng cảnh sát, Lý Đông Trạch ở dưới đồng hồ báo thức kêu gọi tỉnh lại đúng giờ. Phản ứng đầu tiên của hắn là cầm lấy điện thoại di động, xem có cuộc gọi nhở hoặc tin nhắn hay không quả nhiên có hai tin nhắn chưa đọc một cái là nguyên thủy thiên tôn gửi đến một cái là quan nhã hắn mở tin nhắn nguyên thủy thiên tôn gửi ở năm rưỡi sáng trước thập trưởng em ra khỏi phó bản rồi có chút mệt nghỉ ngơi trước cuối cùng đi ra rồi ai thật là mỗi lần vào phó bản đều làm người ta thấp thỏm lo âu so với bản thân vào phó bản còn sợ hơn lý đông trạch cảm khái một tiếng trái tim treo lên rốt cuộc đặt xuống so sánh với phó bản hai lần trước trấn âm dương lần này tâm tính của hắn đã vững vàng hơn một chút quả nhiên nguyên thủy không làm hắn thất vọng lý đông trạch theo thói quen bắt đầu phân tích giọng điệu nguyên thủy rất bình thản quan nhã cũng đi ra rồi phó bản lần này tốn thời gian khoảng 5 giờ giờ tiêu chuẩn độ khó của trấn âm dương ở trong phó bản cấp a bậc trung bình khá chủ yếu là trận doanh đối kháng nguyên thủy cùng quan nhã đều là cấp 2, đối thủ bọn họ gặp hẳn không tính là đặc biệt mạnh vừa nghĩ hắn vừa rời khỏi giao diện trò chuyện với nguyên thủy thiên tôn xem tin nhắn của quan nhã tin nhắn của cô là vài phút trước gửi đến thập trưởng tôi cùng nguyên thủy đi ra rồi kẻ địch chúng tôi ở trong phó bản gặp là lý hiển tông tôi bị chút vết thương nhẹ có hơi mệt nghỉ ngơi trước khi nhìn thấy kẻ địch là lý hiển tông lý đông trạch theo bản năng rùng mình hiện lên ý nghĩ là không xong Nguyên Thủy cùng Quan Nhã chết chắc rồi. Tiếp theo mới phản ứng lại, đây là sao chuyện rồi, bọn họ đã ra khỏi phó bản, cái này ý nghĩa kẻ bại vong là Lý Hiển Tông. Chuyện là thế nào? Lý Đông Trạch nhìn chầm chầm màn hình điện thoại di động, ngay ra như phỏng. Hai người bọn họ ở trong phó bản gặp được đồng đội thế nào? Thế mà làm thịt Lý Hiển Tông, kẻ mạnh giai đoạn siêu phàm có thể đếm được trên đầu ngón tay, là mấy kẻ kia của Thái Nhất Môn, hay là chính phủ, hoặc là cao nhân ẩn nấp ở dân gian. Lúc này ngủ cái gì nữa, dậy viết báo cáo nha. Lý Đông Trạch hoàn toàn không còn buồn ngủ, khát vọng đối với báo cáo của hai người bọn họ như mèo cào trong lòng. Ở một bên khác, biệt thự vịnh phó gia. Trước bàn ăn làm bằng gỗ thịt rộng rãi, Phó Thanh Dương cùng Linh Quân ở dưới sự phục vụ của em gái tai thỏ, hưởng dụng bữa sáng. Một em gái tai thỏ từ ngoài nhà ăn đi vào, trong tay cầm một chiếc điện thoại di động kiểu cũ, nói thiếu gia điện thoại của tiểu thư quan nhã ô ra rồi à linh quân cười ha ha uống một ngụm sữa hắn trái lại không quá lo lắng quan nhã cùng nguyên thủy hai kẻ này một kẻ quái thai chiến đấu một kẻ đầu óc linh hoạt đạo cụ rất nhiều trấn âm dương phó bản như vậy tỷ lệ đại khái là không làm khó được bọn họ vẻ mặt phó thanh dương hơi buông lỏng buông dao nĩa tiếp nhận điện thoại di động đi ra rồi hắn giọng điệu bình tĩnh như đây là một chuyện nhỏ bé không đáng bàn tới. Quan Nhã từng một tiếng, nói, chị đã viết một phần báo cáo, cậu xem một chút, để trình đến cơ sở dữ liệu hay không, cậu tự quyết định. Chị mệt, không có việc gì đừng gọi điện cho chị. Cô cho rằng, nội dung phần báo cáo này, không thích hợp trực tiếp giao cho Lý Đông Trạch. Được. Phó Thanh Dương khẽ gật đầu, sau khi cúp điện thoại, trả lại điện thoại di động cho em gái tai thỏ, phân phó, cầm máy tính của tôi tới đây. Linh quân buông xuống dao nĩa, thu hồi tư thái không chút để ý, nói, quan nhã đây là ý tứ gì? Phó Thanh Dương thản nhiên nói, xem xong báo cáo thì biết. Phó bản trấn âm dương có chỗ nào tương đối đặc thù, cô ấy cảm thấy không thể trực tiếp nộp lên cơ sở dữ liệu. Linh quân hồ nghi nói, tính để phó gia vụn trộn giấu đi. Phó Thanh Dương cầm lấy dao nĩa, một lần nữa hưởng dụng bữa sáng, nói, cho dù như vậy, cũng không có gì đáng trách quan nhã trừ là thành viên của ngũ hành minh còn là dòng chính phó gia có thứ tốt ưu tiên thông báo gia tộc về tình về lý đều không có vấn đề gì phó thanh dương cũng cảm thấy có thể là chị họ ở trong phó bản trấn âm dương phát hiện cái gì bất thường hai người tiếp tục ăn thuận miệng nói chuyện phiếm cậu chừng nào cút về kinh thành ở lại một năm tới năm rưỡi đi trở lại kinh thành lại phải ứng phó đám bạn gái phiền chết mất một năm hoặc năm rưỡi sau, bạn gái Tùng Hải cũng sẽ nhiều đến mức phiền muộn nhỉ. Thật ra cũng không phải đều là bạn gái, tôi thích ở chung với phụ nữ, nói chuyện gió trăng, nói chuyện cuộc đời, tùy tay tặng chút quà nhỏ, là loại kết giao kiểu Platon đó, nhưng các cô ấy luôn cảm thấy mình là bạn gái của tôi, ai? PS Platonic Love, danh từ chỉ tình yêu thuần khiết, không có nhu cầu tình dục giữa hai người. Hổ phụ không có quyển tử. Phó Thanh Dương cười lạnh một tiếng cậu vũ nhục bố tôi thì được nhưng cậu không thể vũ nhục tôi nha ông ta cái người kia sinh con chính là vì bồi dưỡng linh cảnh hành giả tôi khác tôi theo đuổi là kết giao lãng mạn là tâm linh giao dung ngẫu nhiên khó kìm lòng nổi cũng sẽ khát vọng thân thể dung hợp linh quân tức giận nói lúc này em gái tai thỏ cầm máy tính quay về thật cẩn thận đặt ở bên cạnh phó thanh dương hắn mở khóa màn hình máy tính mở hộp thư tải xuống bưu kiện quan nhã gửi tới vài phút sau linh quân trơ mắt nhìn phó thanh dương tư thế ngồi thoải mái lặng yên thẳng lưng lên vẻ mặt lạnh nhạt trở nên chăm chú ánh mắt bình tĩnh chợt sắc bén cái này khá hiếm thấy ở trên người phó thanh dương lấy hiểu biết của linh quân đối với hắn hoặc là gặp việc lớn hoặc là khiến hắn cảm thấy rung động nếu không gã mặt đơ sẽ không là phản ứng này trên báo cáo đã nói gì linh quân hỏi quan nhã nói trấn âm dương có kịch tình ẩn đội ngũ thực lực khác nhau đi kịch tình khác nhau bọn họ tối hôm qua đã trải qua tuyến kịch tình độ khó cao nhất kia hơn nửa tuyến kịch tình đó trước giờ chưa được vượt qua chỉ có vậy tuyến kịch tình kia có thể tiếp cận phó bản cấp s không ngờ trấn âm dương còn cất giấu kịch tình sâu như vậy chẳng qua linh cảnh phó bản ngàn ngàn vạn phó bản chưa được khai hoang đếm cũng đếm không hết cái này cũng không có gì phải giữ bí mật nhỉ phó thanh dương liếc hắn một cái thản nhiên nói kẻ địch bọn họ gặp là Lý Hiển Tông. Linh quân đang uống sữa, phốc một tiếng phun ra. Phó Thanh Dương có bệnh thích sạch sẽ nhíu mày. Linh quân tùy tay lau miệng một lần, truy hỏi, trong trận doanh hợp pháp có cao thủ. Phó Thanh Dương lắc đầu, là nguyên thủy làm thịt Lý Hiển Tông. Linh quân ngẩn ra một lát, than thở. Tốc độ trưởng thành của cậu ta tên tiểu tử này khiến tôi có chút tê cả da đầu, chúng ta lúc trẻ tuổi, cũng chỉ trình độ này nhỉ, cho cậu ta một hai năm nữa, chẳng phải là có thể sống vai cùng chúng ta vậy chính phủ tứ công tử liền thành ngũ công tử rồi hắn sau đó cao hứng hẳn lên thí luyện của trận doanh tà ác mở ra đến nay lũ nhóc giai đoạn siêu phàm luôn bị đánh lần này coi như rút được cân tức ha ha tôi có thể tưởng tượng được vẻ mặt đặc sắc của hành giả trận doanh tà ác sau khi nghe được tin tức chẳng qua công trưởng lão khẳng định lại phải mất hứng công trưởng lão hồ khụ khụ về sau không chơi trang này nữa Phó Thanh Dương ném tới ánh mắt nghi hoặc, từng. Linh Quân thở dài. Đoạn thời gian trước công trưởng lão không phải từ trong linh cảnh đi ra sao, đi diễn đàn dạo một vòng, bỗng cảm khái Hậu Bối Thái Nhất môn tu hành buông lỏng, liền triệu viên đình vào kinh, tự mình thao luyện. Mấy ngày hôm trước ông ấy còn phát video huấn luyện đặc biệt đến website chính thức của Thái Nhất môn, nhất thời không ai dám chơi trang này nữa. Phó Thanh Dương thản nhiên nói, hy vọng như thế đi. Hắn cầm máy tính rời khỏi nhà ăn. Quan Nhã ở trong báo cáo, miêu tả chi tiết biểu hiện của Nguyên Thủy Thiên Tôn ở trong phó bản, bao gồm đủ loại chi tiết, cùng đề tập đạo cụ ẩn tồn tại. Tư liệu chi tiết của đạo cụ Quan Nhã chưa nói, nhưng chỉ ra rõ ràng, Nguyên Thủy Thiên Tôn chính là dựa vào món đạo cụ kia chuyển bại thành thắng. Mà hắn bây giờ phải làm, là trao chút thay phần báo cáo này, sửa chữa nhất định, ở dưới điều kiện tiên quyết giữ lại Nguyên Thủy Thiên Tôn dẫn đội vượt ải đánh gục lý hiển tông giấu đi sự tồn tại của đạo cụ báo cáo vượt qua linh cảnh tương đương phương án vượt bản sau khi tải lên cơ sở dữ liệu hành giả chính phủ đủ quyền hạn có thể đọc được phương diện này bao gồm thành viên ám giả mân côi có thể tồn tại cùng với con sâu làm rầu nồi canh có lui tới với nghề nghiệp tà ác quan nhã vòng qua lý đông trạch cho hắn phần báo cáo này cùng bảo hắn quyết định chính là ý tứ này tỉnh tán trang thành phố con cua khu dân cư cấp cao trung tâm thành phố, tầng 16, ban công rộng rãi, nữ vương ngủ quan tươi đẹp, vành tai đeo vòng tròn màu bạc ngồi ở trên sofa một người mềm mại, trước người là một cái bàn thủy tinh nhỏ hình tròn, mặt bàn bày lát cốt tinh xảo. Cô đeo kính râm, khuôn mặt trắng nõn, kính râm màu đen, cùng với đôi môi thoa son, phối hợp ra phong cách ngự tỷ động lòng người. Giờ phút này, đang cúi đầu trả lời tin nhắn của quan nhã. Hiểu, tôi lúc viết báo cáo, sẽ không mang cái áo choàng kia viết vào nữ vương buông điện thoại di động tiếp tục gõ lách cách ở trên bàn phím báo cáo nhiệm vụ cái thứ này có rảnh lại viết nước mạng quan trọng hơn sau khi tiến vào trấn âm dương tôi phát hiện trong đội ngũ thế mà có hai vị đồng nghiệp chính phủ mọi người nhất định đoán không ra bọn họ là ai không sai chính là nguyên thủy thiên tôn cùng quan nhã của phân bộ tùng hải nguyên thủy thiên tôn đó đại minh tinh đó cuối cùng gặp được người thật Trước tiên là nói về ấn tượng đầu tiên của tôi đối với cậu ta, ừm, là một chú chó con rất tuấn tú. Nữ vương xóa đi, chó con, một lần nữa nhập vào. Người trẻ tuổi rất tuấn tú, bộ dáng ngoài 20, sạch sẽ, so với trong tưởng tượng của tôi còn đẹp trai hơn. Chúng tôi trải qua cửa thứ nhất là mèo nguyền rủa. Quá trình tôi không nói, chỉ có thể viết ở trong báo cáo, tôi chỉ có thể nói cho mọi người, một cửa này cực kỳ mạo hiểm, may có nguyên thủy thiên tôn chúng tôi mới có thể sống sót. Cửa thứ hai là một quả phụ, nghe nói rất dễ giải, một vị đồng đội của chúng tôi vô ý bị quả phụ dụ hoặc, thiếu chút nữa đã gì gì đó, lại là vì nguyên thủy thiên tôn, mới cả đội sống sót không tổn hao gì. Kế tiếp là trọng điểm, mọi người ngồi cho vững, trọng điểm đến đây, cửa ải thứ ba là hai bên trận doanh cùng nhau đối chiến bót, mọi người khẳng định không thể đoán được, đội trưởng trận doanh tà ác là Lý Hiển Tông thật sự là quá khéo không ngờ hai người này sẽ chạm trán ở trong phó bản nếu lý hiển tông là nữ tôi cũng hoài nghi bọn họ sẽ có nghiệp duyên không một trận chiến này chúng tôi đánh cực kỳ vất vả lý hiển tông không hổ là cường giả cảnh giới siêu phàm cầm cờ đi trước bản truy nã tôi chưa bao giờ gặp được nghề nghiệp tà ác hung hãn như vậy đánh tới cuối cùng bởi vì nguyên nhân nào đó không thể nói kẻ địch trở nên không thể chiến thắng mà chiến lực nhân viên bên ta tổn hao nhiều chỉ có thể lựa chọn đào tẩu tôi lúc ấy cũng tuyệt vọng rồi đã làm sẵn chuẩn bị chết ở phó bản nhưng mà nhưng mà tôi phải nói nguyên thủy thiên tôn không hổ là thiên tài vượt qua hai cái cấp ép năng lực của cậu ta trí tuệ của cậu ta thủ đoạn của cậu ta sẽ chỉ càng mạnh hơn so với trong tưởng tượng của mọi người cậu ta dẫn dắt chúng tôi lật ngược thế cờ thắng nhiệm vụ trận doanh đối kháng hơn nữa tự tay giết lý hiển tông a a a chủ thất thật sự là yêu cậu ta chết mất biên tập xong bài đăng Nữ vương sửa vài chữ sai, click gửi đi. Trong thời gian kế tiếp, cô lười biến tựa vào sofa, bưng cà phê lên, nhẹ nhàng nhấp. Mà trong máy tính, tin nhắn trả lời tinh tinh chưa từng dừng lại, lúc kịch liệt nhất, thậm chí một giây đã có vài tin nhắn trả lời. Ha ha, như mình dự liệu, độ hóc tăng vọt, bài đăng của mình khẳng định có thể được ghim, qua nửa tháng nữa, điểm của mình liền tích lũy đủ, đến lúc đó có thể xin làm quản lý diễn đàn. Nữ vương vui vẻ nghĩ chờ cô không nhanh không chậm uống xong cà phê, đã trôi qua nửa giờ. Nữ vương lúc này mới buông chén, ép 5 bài đăng, xem trả lời, diễn đàn đã sôi trào. Bài đăng được nhân viên quản lý ghim đánh dấu đỏ. Năm rộng tháng dài, giả à, chủ thức cô cày độ hóc lừa trả lời như vậy quá đáng nha. Cô bị đáng tin một chút, ví dụ như Lý Hiển Tông một lần nữa đánh lén Nguyên Thủy Thiên Tôn, nhưng Nguyên Thủy Thiên Tôn cơ trí lại một lần nữa chạy thoát vận rủi. Khương Dương, chủ thớt có thể là phan của nguyên thủy thiên tôn đi phan viết văn thay idol vãn hồi hình tượng thuận tiện nâng cao sĩ khí cho các đồng nghiệp chính phủ chúng ta miếng trầu thêm điếu thuốc pháp lực vô biên quả thật quá khoa trương rồi từ cửa ải thứ nhất đến cửa ải thứ ba tất cả đều là công lao của nguyên thủy thiên tôn chẳng lẽ các người đám đồng đội này đều là phế vật sao sao tôi chưa từng gặp được đội trưởng trâu bò như vậy từng dù sao nhân vật liên tục vượt qua hai cái cấp s so với quốc bảo còn quý hơn tôi chưa từng gặp được rất bình thường, nghi ngờ bình thường, không thích đừng chửi. Mười mấy dòng trả lời sau đó đều đang nghi ngờ tính chân thật của bài đăng. Thẳng đến càng nhiều người phát hiện bài đăng này, gia nhập thảo luận, một ít bạn trên mạng tương đối quen thuộc với nữ vương bắt đầu trả lời. Bé heo do giờ, đầu tiên, nữ vương không phải fan của Nguyên Thủy Thiên Tôn, cô ấy ngay cả tứ công tử cũng không fan, đừng nói Nguyên Thủy Thiên Tôn. Mặt khác, lấy hiểu biết của tôi đối với cô ấy, cô ấy sẽ không vì hót mà viết loại truyện ngắn gạt người này. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nếu nội dung bài đăng là thật, vậy tôi hôm nay việc gì cũng không làm, chuẩn bị hóng hớt trên mạng. Jenny đa tình, tôi nhớ rõ nữ vương cuối tuần trước gửi bài đăng từng nói, cách thời gian phó bản sau càng ngày càng gần, cá nhân cảm giác cô ấy nói là thật. Ôi đẹp, vậy chuyện này to rồi, thật sự có trò hay để xem. Nguyên Thủy Thiên Tôn Trâu Vải Quả nhân có bệnh, có lẽ, vấn đề của tôi không nên gửi bây giờ, nhưng tôi vẫn muốn biết, bị quả phụ dụ hoặc gì gì đó, là chỉ kim khâu đâm phá nhụy hoa đào. Quả phụ xinh đẹp không, ngọc nước không, mọi người đừng hiểu lầm, tôi cũng sắp vào linh cảnh rồi, muốn làm cái nghiên cứu mang tính học thuật. Hai phái ý kiến khác nhau tranh luận không ngớt, đẩy độ hót của bài đăng tới cao trào, sau đó, linh cảnh hành giả phân bộ tùng hải ùng ùng ra sân. Lý Đông Trạch, ôi trời ơi, trong đội ngũ các người không có cao thủ khác thật sự là nguyên thủy xử lý Lý Hiển Tông. Ồ, oh, oh my god, oh my god, ta kích động muốn một gậy đánh đổ đầu chó của ngươi. Vương Phi, tôi nhớ người này không phải cấp trên của nguyên thủy thiên tôn sao, hắn đây là ý tứ gì? Hắn còn không biết. Vậy nội dung của bài đăng rất làm người ta hoài nghi. Bạch Long, nội dung bài đăng thật hay giả tôi không biết, nhưng tôi biết nguyên thủy quả thật sẽ ở sắp tới vào linh cảnh, hơn nữa là linh cảnh nhiều người, chúng tôi hôm qua còn từng thảo luận, Thanh Đằng, nữ vương không phải người Tùng Hải, cô ấy không có khả năng biết Nguyên Thủy sắp tới sẽ vào linh cảnh, bài đăng quá nữa là thật, bằng không nào có khéo như vậy, cậu ta làm như thế nào? Làm người ta quá kinh ngạc, quá không thể tưởng tượng rồi. Quyền vương, đáng chết, tôi bỏ 5 triệu, đánh cược Nguyên Thủy cùng Lý Hiển Tông tỷ lệ 50-50, mất cả vốn rồi. Có đồng nghiệp phân bộ Tùng Hải tham dự thảo luận, thanh âm nghi ngờ nhất thời bình ổn, mọi người vừa thảo luận vừa ngồi ở trước máy tính F5 phương án vượt bản của cơ sở dữ liệu. Trấn âm dương thuộc về phó bản giai đoạn siêu phàm, hành giả tổ chức cảnh giới siêu phàm đều có thể tìm thấy, cho dù quyền hạn không đủ, không thể tìm đọc, nhưng tìm tòi là không có vấn đề. Thời gian tới giữa trưa, nhân viên quản lý diễn đàn tự mình gửi một bài đăng. Tan, Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Lý Hiển Tông gặp nhau ở trấn âm dương, Lý Hiển Tông bại vong. Chấn động diễn đàn tổ chức. Khách sạn Hoa Vũ. Tạ Linh Hy hưng phấn lướt diễn đàn tổ chức, cô đã ngồi ở trước máy tính lướt cả một buổi sáng. Tuy bởi vì không phải nhân viên tổ chức, không thể đăng ký tài khoản, không thể nhắn lại, gửi bài, nhưng chỉ cần xem các bài đăng, bình luận thảo luận nguyên thủy ca ca, cô đã rất hưng phấn rất thỏa mãn rồi. Không hổ là người đàn ông mình thưởng thức nha, nhanh như vậy đã báo thù rửa hận. Mình đã nói mà, lấy tiềm lực của nguyên thủy ca ca, sao có khả năng ngã ở trên người Lý Hiển Tông. Tại linh hy thỏa mãn lăng bi chuột đắm chìm ở trong thảo luận đầy trời như mưa. Các linh cảnh hành giả chính phủ kia trước hôm nay còn chỉ điểm giang sơn đánh giá chênh lệch của nguyên thủy ca ca cùng lý hiển tông giọng điệu chỉ tiết rèn sắt không thành thép. Hừ bây giờ một câu một cái thiên tôn lão nhân gia không biết xấu hổ. Độ hot của nguyên thủy ca ca càng ngày càng cao tổ chức tà ác treo thưởng đối với hắn khẳng định sẽ nâng cao xin gọi ta nữ vương, kia hình như là tỉnh Tán Trang chúng ta, một câu một cái yêu Nguyên Thủy Thiên Tôn chết mất, thực sự làm người ta chán ghét. Lúc này, nữ trợ lý cầm điện thoại di động tới, thấp giọng nói, tiểu thư, gia chủ muốn nói chuyện với cô. Ánh mắt tại Linh Hy không rời máy tính, thản nhiên nói, nói với ông ấy, bởi vì ông ấy dạy dỗ, tôi đã ân đoạn nghĩa tuyệt với Nguyên Thủy Thiên Tôn rồi. Cái gì? Trong loa truyền đến thanh âm phẫn nộ của người đàn ông trung niên, Linh Hy, con, con sao lại hồ đồ như thế? Bố, cái này không phải ý tứ của bố sao? Bố, người đàn ông trong điện thoại nghẹn một cái, giọng điệu chuyển sang mềm mại, có thể vãn hồi không? Con có thể thử xem, nhưng mà, tại Linh Hy thở dài nói, bố, bố phải đổ máu nhiều chút, chuẩn bị sẵn hai đạo cụ, 10 triệu tiền mặt. Thạch tỉnh Khu du lịch nông nghiệp ánh đèn sáng như tuyết cắt qua đêm tối, chiếc xe hơi màu trắng dừng đổ ở bên ngoài khu du lịch nông nghiệp. Dì tiểu vi ngũ quan xinh đẹp dừng xe tắt máy, mở cửa xe, đứng ở bên cạnh xe, nhìn thoáng qua khách sạn khu du lịch nông nghiệp đèn chói mắt trong đêm đen. Cô hôm nay mặc một cái quần bò nhạt màu, ba lỗ màu đen cùng áo gió kiểu nữ, chân dài mông tròn eo nhỏ ngực bự, dáng người thành thục mê người phát thảo vô cùng nhường nhuyễn khu du lịch nông nghiệp thạch tỉnh là một cái chợ đen khác nghề nghiệp tà ác tụ tập mà cô quen thuộc đoạn thời gian trước vừa biết chợ đen kia của thiên linh linh bị người ta tận diệt xác nằm đầy đất bốc mùi cũng không ai quản cuối cùng vẫn là nghề nghiệp tà ác thường đi quán bar trong lòng đất phát hiện hiện trường sau đó gọi điện thoại thông báo văn phòng cảnh sát chính phủ lúc này mới tới thu dọn sau khi trải qua một bộ xét duyệt nghiêm mật dì tiểu viên tiến vào khu du lịch nông nghiệp xuyên qua đại sảnh khách uống rượu tụ tập ở trong từng ánh mắt kinh diễm, tới sân sau của khu du lịch nông nghiệp, gặp được chủ nhân nơi này. Chủ nhân khu du lịch nông nghiệp là một thôn phụ mặt một mạc, trong mái tóc đen xen lẫn vài sợi bạc, tuổi khoảng ngoài 40, đang ngồi ở bên cạnh giếng sân sau, làm ván đậu. Tiểu viên à! Người phụ nữ trung niên ngẩng đầu nhìn thấy, cúi đầu tiếp tục làm việc. Em rất ít đến chỗ tôi, mấy năm nay đều đang làm cái gì? Người phụ nữ trung niên là thành viên linh năng hội, từng là người dẫn đường của tiểu viên, đối đãi cô rất không tệ, nhưng bởi vì tư tưởng không hợp nhau, tiểu viên không gia nhập linh năng hội. Đối với vị dẫn đường này vẫn luôn mang theo ấy nấy, rất ít tìm đến cô ấy. Làm việc ở một khách sạn. Tiểu viên thản nhiên nói, chị Yến, em tới đây mua chút tình báo. Người phụ nữ trung niên chưa đáp lại, tiếp tục làm ván đậu. Tiểu viên nói, em cần tình báo Lý Hiển Tông, chuyện hắn gần đây muốn làm, khu vực ẩn nấp vân vân, càng chi tiết càng tốt. Cô thu thập tình báo của Lý Hiển Tông là vì bán cho Nguyên Thủy Thiên Tôn, gã này còn nợ cô tiền. Tiền chưa trả, cũng không thể bị Lý Hiển Tông thu gặt. Không cần thiết nữa. Người phụ nữ trung niên cúi đầu làm việc. Có ý tứ gì? Tiểu viên nhíu nhíu mày. Lý Hiển Tông bị giết ở trong phó bản rồi. Người phụ nữ trung niên nói. Cái gì? Tin tức này khiến tiểu viên bất ngờ không kịp phòng bị, Tuy nói linh cảnh hành giả chết ở linh cảnh, tựa như tướng quân bỏ mình xa trường, là quá bình thường. Nhưng giờ phút này nghe được, vẫn cảm thấy hoang đường buồn cười. Một thiên tài mạnh như vậy, cứ thế chết rồi. Vận may của Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng có hơi tốt quá. Tiểu viên trầm ngâm nói là tin tức binh chủ giáo truyền ra. Không, là ngũ hành minh. Người phụ nữ trung niên rốt cuộc ngẩng đầu lên, vẫy tay sạch sẽ, nghiêm mặt nói, Tin tức trong diễn đàn ngũ hành minh, miên thủy Thiên Tôn và Lý Hiển Tông vào cùng phó bản, vị thiên tài kia của binh chủ giáo bị giết rồi. Tiểu viên ngây dại. Người phụ nữ trung niên nói không nhanh không chậm. Miên thủy Thiên Tôn treo thưởng lại tăng một bước, xếp thứ bốn, thưởng cực kỳ lớn. Em nếu thiếu tiền, có thể thử săn giết hắn. Tùng Hải cùng thành phố Kim Sơn không xa. Ai, chính phủ xuất hiện một thiên tài như vậy, rất nhiều người đều ngủ không yên đều sợ lại có thêm một gã phó thanh dương. Cô nói xong, đánh giá tiểu viên đang ngây người, lông mày lặng yên nhíu lại, làm sao vậy? Gã này. Tiểu viên phục hồi tinh thần, hít sâu một hơi, thuận miệng lấy lệ, em biết rồi, nếu có cơ hội, em sẽ săn giết nguyên thủy. Trong phòng ngủ, trương nguyên thanh mở mắt ra, mặt trời lặng về phía tây, ánh chiều tà như máu. Thời gian là sáu rưỡi chiều. Hắn thần thái sáng láng mở mắt chỉ cảm thấy cả người tràn ngập lực lượng hận không thể quyền đánh tu la chân đạp nguyên soái trống một tiếng quát lui thái nhất môn chủ trạng thái tốt trước nay chưa từng có Sở dép lê tới phòng khách ở trong phòng bếp truyền đến tiếng vang bà ngoại xào nguyên liệu nấu ăn bà cháu đói rồi bà nhanh lên chút nha trương nguyên thanh kêu ngao ngao bà ngoại mặc kệ hắn trương nguyên thanh chào ông ngoại trở lại phòng ngủ hắn cầm lấy điện thoại di động tắt chế độ máy bay, lật xem tin nhắn chưa đọc. Quan Nhã ở giữa trưa gửi cho hắn một tin nhắn, nói phương án vượt bản cô đã viết xong, cùng dặn dò hắn nghỉ ngơi cho khỏe. Trương Nguyên Thanh nghe truyện trên TV Audio CV rời khỏi phần mềm nói chuyện, sốt ruột không chịu nổi mở ra diễn đàn tổ chức, thấy tất cả đều là bài đăng đang thổi phòng mình, nháy mắt tâm tình sung sướng, khóe miệng nhếch lên đắm chìm trong đó, bất tri bất giác đã vượt qua nửa giờ. Nữ vương rất biết điều, chủ động giúp mình hiển thánh trước mặt người khác. Nhân loại quả nhiên cần hiển thánh, hiển thánh trước người khác có thể giải quyết buồn khổ. Ăn xong bữa tối, Trương Nguyên Thanh trở lại phòng ngủ, ngồi ở bên bàn, ở trong ô vật phẩm lấy ra ghi chép tu đạo của âm dương tán nhân. Nhân vật sinh ở cùng một thời đại với tam đạo Sơn Nương Nương, để lại bút ký, không biết sẽ ghi lại bí ẩn gì. Nói không chừng có thể cởi bỏ bí ẩn linh cảnh, cho dù chỉ là một bộ phận. Trương Nguyên Thanh cẩn thận mở ra bìa sách ố vàng giòn tan. Mở bìa sách ra, quyển ghi chép tu đạo này trang giấy màu vàng nhạt, phát ra một mùi mốc thoang thoảng, chữ viết tinh tế viết. Thủy hỏa chi đạo, ở chỗ cân bằng, hóa thủy hỏa thành âm dương, mới có thể tập thành hàng băng luyện hỏa quyết của sư môn, nhập môn ba năm, ta đốn ngộ rồi. Lại là thứ tu luyện. Trương Nguyên Thanh nhíu mày. Một lần trước nhìn thấy miêu tả như vậy, là ở sơn thần miếu, trong bản chép tay của oán linh bám trên vai kia để lại, từng đề cập một ít lịch trình tu hành. Thổ nạp tu hành, vẽ bùa vân vân. Các nghề nghiệp lớn của Đại Minh là dựa vào tu luyện để nâng cao, mà không phải dựa vào thể nhân vật. Cũng có thể là bối cảnh linh cảnh đặt ra mà thôi, bọn âm dương tán nhân đều là NPC, tự như bà Vương cùng từ quả phụ. Ma quân từng đi con đường này, hắn lúc ấy hẳn là có giết chết bọn họ, nhưng về sau ri xét lại, trừ phi có thể chứng thật âm dương tán nhân chân thật tồn tại trong quá khứ lịch sử nghĩ như vậy trương nguyên thanh mở ra máy tính trong tay đăng nhập cơ sở dữ liệu chính phủ tra tìm trấn âm dương nhưng mà trừ rải rác mấy phương án vượt bản trong cơ sở dữ liệu chính phủ không có tin tức liên quan trấn âm dương ngay cả miếu tam đạo sơn nương nương cũng có ghi lại mà thôn trấn dân chúng định cư trong cơ sở dữ liệu lại không có chính phủ là phế vật sao làm kiểu gì thế Trương Nguyên Thanh theo bản năng mắng ra tiếng, sau đó ngẩn ra một phen. Mình sao lại đột nhiên trở nên nóng nảy rồi? Trương Nguyên Thanh trầm ngâm vài giây mới phản ứng lại, một cái trả giá trong pháp bào âm dương, cảm xúc thay đổi thất thường. Phù, khắc chế khắc chế. Hắn hít sâu một hơi, âm dương tán nhân là người thời minh, nhưng đã chết, theo hiểu biết trước mắt của mình, cường giả thời minh còn sống, có thể chỉ lão mỏ. Hắn tiếp tục đọc, bởi vì là chữ phùng thể, tốc độ đọc chậm chạp, đọc hơn 10 phút, đại khái hiểu biết bối cảnh của âm dương tán nhân. Hắn xuất thân một môn phái tên là Thủy Hỏa Giáo, khai phái tổ sư là nhân vật thần tiên thời tống, môn phái này ở Trung Nguyên rất có địa vị, nhưng số lượng đệ tử trong môn cực ít, không phải là môn phái không muốn mở rộng chiêu nạp môn đồ, mà là quá ít người có tư chất tu hành. Âm dương tán nhân nhắc tới một khái niệm, thiên địa có biến, người có thành tựu rải rác ít ỏi. Cái này không khác lắm với cách nói của ông Từ Nha, bí mật hưng suy ngàn năm. Trương Nguyên Thanh vội vàng lật về phía sau, nhưng như thế nào cũng không tìm thấy nguyên nhân, thiên địa có biến, liền nhịn không được chửi má nó. Đại khái âm dương tán nhân cũng không biết nguyên nhân cụ thể đi. Mặt khác, Trương Nguyên Thanh còn chú ý tới, theo âm dương tán nhân tự xưng, đệ tử tu thành hàng băng luyện hỏa quyết, giống hắn, ở trong môn phái vô cùng hiếm có, là tinh anh trong tinh anh. Thủy hỏa đồng thể sao? Dựa theo khái niệm của linh cảnh hành giả, chính là kim hai nghề nghiệp lớn, cái này ở trong linh cảnh hành giả là không có khả năng nha, nếu ngũ hành minh có người đồng thời có được năng lực hai nghề nghiệp lớn, mình khẳng định sẽ nghe nói, trừ phi giữ bí mật. Là vì tu luyện dẫn tới đặc thù. Hắn vừa suy tư, vừa đọc ghi chép tu đạo. Ta sau khi tu thành hàng băng luyện hỏa quyết, tu vi từ từ tinh tiến, xưng hùng trung nguyên, sau đặt chân lãnh thổ phương bắc, hiếm gặp đối thủ sau nam hạ khiêu chiến tông sư các phái liên tục chiến thắng ta nghe tùng phủ tam đạo sơn có một đạo hữu giỏi hô mưa gọi gió bắt quỷ hàng ma luyện đang chế phù liền đi khiêu chiến thảm bại mà về chán nản quay về sư môn báo việc này cho sư trưởng sư trưởng mỉm cười viết sư tổ cũng thế tam đạo sơn ở đây nói là lão mỏ nhĩ khẳng định là lão mỏ a à, thực lực lão mỏ mạnh như vậy sao về sau ở trong linh cảnh gặp mình phải cân nhắc tư thế quỳ thế nào càng thể hiện được thành ý hơn. Trương Nguyên Thanh âm thầm nghe rằng, một giây sau, bỗng ý thức được không thích hợp, tầm mắt tập trung ở trên bốn chữ sư tổ cũng thế. Ý tứ của sư phụ âm dương tán nhân là, sư tổ ngươi cũng từng bị lão mỏ đánh. a à, tổ sư Thủy Hỏa Giáo là nhân vật thời tống, lão mỏ từng đánh hắn. Nói cách khác, tuổi của lão mỏ lớn thái quá, tam đạo sơn nương nương cái thân phận này, chẳng qua là một cái thân phận của cô ta lúc tuổi già. Trương Nguyên Thanh không thể không một lần nữa đánh giá thực lực của lão mỏ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, ghi chép tu đạo càng lật càng mỏng, nội dung tiếp theo là âm dương tán nhân du lịch, một ít cảm ngộ tu hành, xen lẫn yếu quyết phép thổ nạp, phân bố kinh lạc vân vân. dù sao Trương Nguyên Thanh không đọc hiểu. Khiến hắn bất ngờ là, âm dương tán nhân trong quá trình du lịch, kết giao rất nhiều bạn bè chính tà lưỡng đạo, đúng, bạn bè tà đạo là chỉ nghề nghiệp tà ác. Đối với đám bạn bè nghề nghiệp tà ác này, tán nhân đánh giá là hào sản du hiệp khoái ý ân cừu âm dương tán nhân thoạt nhìn không giống người tam quan bất chính kết bạn nghề nghiệp tà ác là gì tiểu vi người như vậy cũng phải nói xem hơn nửa cuộc đời của hắn chính tà lưỡng đạo tựa như cũng không phải thủy hỏa bất dung không giống linh cảnh hành giả bây giờ trận doanh đối địch gặp mặt là đánh hận không thể đánh phọt cả ốc ra trương nguyên thanh nhanh chóng lật trang không quá hứng thú đối với du lịch hiểu biết đánh giá nhắc tới Pháp bào âm dương là hắn ở trong lần du lịch nào đó, ở trong một tòa cổ mộ đạt được. Từ khi có pháp bào âm dương, hắn liền bắt đầu tự xưng âm dương tán nhân, đi tam đạo sơn một lần nữa khiêu chiến lão mỏ. Vẫn là thảm bại. Âm dương tán nhân từ đó về sau nằm thẳng buông xuôi, cả ngày uống rượu ăn thịt, gọi bạn kéo bè, gặp chuyện bất bình ra tay quản một chút, gặp cậu quan thuận tay lấy đầu. Âm dương tán nhân khi tiến vào tuổi già, mặt hàng này bắt đầu muốn trường sinh, cảm khái thời vận không đủ sinh ở niên đại thiên địa thay đổi to lớn theo tuổi càng cao chấp niệm trường sinh càng nặng ghi chép tu đạo cũng không kể tu hành nữa mà là cả ngày phân tích phương án trường sinh thậm chí đã nổi lên ý nghĩ dùng tinh huyết trẻ con làm thuốc dẫn thử luyện chế thuốc bất tử may mắn kịp thời dừng cương trước bờ vực nhưng chấp niệm trường sinh càng ngày càng nặng đọc đến đây trong lòng trương nguyên thanh rùng mình trước đó hắn cảm thấy Pháp bào âm dương trả giá không tính là nghiêm trọng, dù sao Trường Sinh mà, là ai thì cũng muốn Trường Sinh, cũng không tính là trả giá. Nay xem ra nhìn thấy âm dương tán nhân muốn Trường Sinh, muốn hầu như phát điên, hắn mới ý thức được tính nghiêm trọng của trả giá. Có một ngày, âm dương tán nhân nghe nói Tam Đạo Sơn nương nương vũ hóa, chịu kích thích to lớn, ở trong ghi chép tu đạo viết xuống, khuynh quốc gia nhân, vậy mà cũng khó chạy thoát năm tháng, ô hô ai tai. Sau đó nữa âm dương tán nhân liền thành lập trấn âm dương có giấc ngủ kéo dài trong mộng đẹp bất tử xem xong ghi chép tu đạo lượng tin tức có hơi nhiều trương nguyên thanh dây dây mi tâm sửa sang lại tiêu hóa tin tức thu hoạch lão mỏ là tuổi so với minh triều còn lớn hơn thực lực mạnh đáng sợ nghề nghiệp tà ác cùng nghề nghiệp hợp pháp thời nhà minh quan hệ với nhau không tính là hòa thuận nhưng cũng không phải nhất định phân ra sinh tử nghề nghiệp thời minh phương thức tăng lên là tu hành mà không phải thẻ nhân vật nếu xác nhận âm dương tán nhân và lão mỏ là người thật sự tồn tại trong lịch sử vậy nhận thức của mình đối với linh cảnh liền phải thay đổi chút nhưng trong người mình biết còn sống cũng chỉ có lão mỏ không có lẽ không cần chính mồm hỏi bọn họ mình có biện pháp chứng thật trương nguyên thanh tạm thời đè vấn đề này xuống trong lòng cất đi ghi chép tu đạo tiếp theo hắn tính thể nghiệm một lần kỹ năng thần du mới học nháy mắt ý nghĩ này sinh ra Trương Nguyên Thanh liền không hiểu sao vội vàng sao động, muốn lập tức thử, ai cũng không thể ngăn trở. Phương Bắc, tỉnh lỵ yên tĩnh, tiểu khu cao cấp nào đó, người trẻ tuổi đeo băng đô vận động, ngồi chễm chệ ở trên ghế dựa cao, ở đối diện hắn là cái giường lớn mềm mại, một người trung niên tay chân bị trói chặt đang nằm trên đó. Đầu hói, bụng bia, ngực mọc lông đen nồng đậm, trán mồ hôi đầm đìa, vẻ mặt hoảng sợ, trong mồm nhét cái khăn lông dày. Trong mồm người trung niên cô ô không ngừng, ánh mắt tràn ngập cầu xin, nhu nhược đáng thương như con chó nhỏ. Chật chật chật. Người trẻ tuổi cười tủm tỉm nói, mày xem xem bộ dáng mày bây giờ, thật sự giống một con chó vẫy đuôi mừng chủ. Hắn đứng dậy đi đến bên giường, từ bên hông rút ra một con dao gọt hoa quả sắc bén. Ô ô ô. Động tác giải dụa của người trung niên lập tức kịch liệt. Yên tĩnh chút, tao nói, mày nghe. Con ngươi người trẻ tuổi sáng lên ánh sáng màu đỏ tươi. Người trung niên lập tức dạy ra Người trẻ tuổi ngồi ở bên giường Thưởng thức giao gọt hoa quả Cười tủm tỉm nói Tao con người này Kết nhất không dạy đã giết. Trước khi giết mày Trước nói lý do một chút với mày Để mày được chết rõ ràng Điều thứ nhất Tiếp nhận giao dịch quyền lực Ép người lương thiện làm gái Điều thứ hai Làm ô dù của thế lực đen tối Che giấu đi tội giết người của nó Điều thứ ba Hắn giọng điệu ôn hòa nói xong Nhiều vô số nói hơn 10 điều. Khi hắn nói xong, người đàn ông trung niên trên giường đã cứng nhắc bất động. Vậy đã không được rồi. Xem đi, ngay cả lương tâm của chính mày cũng băn khoăn. Người trẻ tuổi vỗ vỗ bả vai thi thể, ông Hòa nói, kiếp sau đừng làm người nữa. Hắn đứng dậy rời khỏi bên giường, tới trước cửa sổ, đẩy ra cửa sổ, hít thở cơn gió ban đêm thổi tới, quan sát đèn đuốc đầy thành, thỏa mãn thở dài một tiếng. Thế gian nhất thời trở nên tốt đẹp nhân tính là đáng ghê tởm thế giới có người là dơ bẩn cho nên thế giới này cần thanh tẩy lúc này tiếng chuông điện thoại di động vang lên người trẻ tuổi lấy ra điện thoại di động kẹp hai đầu ngón tay treo cao cao ở trước mắt một tay khác vương đầu ngón tay nhận cuộc gọi ngân nguyệt chuyện gì ma nhãn ngươi chơi đủ chưa mau về tổng bộ chỉ sát cung chủ ở lãnh thổ phía bắc giết không ít người của chúng ta ả rất giỏi ẩn nấp ta cần con mắt của ngươi thanh âm đầu kia điện thoại vang dội mà nôn nóng chú ý giọng điệu của ngươi người trẻ tuổi mỉm cười nói ngươi một thần tướng dám nói chuyện với ta như vậy ta chú ý con bà ngươi người đầu kia điện thoại càng thêm nóng nảy chửi ầm lên tứ đại thiên vương các ngươi tất cả đều không ở tổng bộ dừng bút xếp thứ nhất cả ngày hô to muốn tự do tìm không ra người xếp thứ hai thế mà nói với ta muốn hạ chiến thiếp khiêu chiến chỉ sát công chủ ả à không ứng chiến thì không ra tay xếp thứ ba vừa lúc vào linh cảnh tám đại thần tướng chúng ta thật ra có thể làm thịt tiện nhân kia nhưng tìm không thấy người trẻ tuổi gãi gãi đầu như vậy à được rồi ngươi biết quy củ của ta trước cho ta một cái lý do để giết ả à. giết người cần lý do sao không cần sao ả à ở lúc săn giết thành viên tổ chức chúng ta đã ngộ thương hai bình dân có tính không tính Ta ngay bây giờ đi qua đó làm thịt ả. Ngươi con mẹ nó đúng là tên thần kinh, ngươi rốt cuộc là trận doanh hợp pháp hay trận doanh tà ác? Không, bốn người các ngươi toàn con mẹ nó là bệnh thần kinh. Ngân Nguyệt thần tướng hùng hổ mắng một câu, chuyển hướng đề tài, nói: Lý Hiển Tông chết rồi. Hả? Ma Nhãn Thiên Vương khẽ nhíu mày, nụ cười trên mặt biến mất, sao lại thế? Ở trong phó bản gặp Nguyên Thủy Thiên Tôn bị giết rồi như vậy à? Trên mặt ma nhãn thiên vương khôi phục nụ cười, khóe miệng cong lên, vậy chờ ta làm thịt chỉ sát cung chủ, liền đi tùng hải thu thập lý do giết nguyên thủy thiên tôn. Trương Nguyên Thanh bay lên, cách trần nhà không đến 10cm, cúi đầu nhìn, thân thể lẳng lặng nằm ở trên giường, không có hơi thở, không có nhịp tim. 20 phút không về về, thân thể của mình sẽ hoàn toàn tử vong. Trong lòng Trương Nguyên Thanh có cảm ngộ, lập tức tốc độ cực nhanh bay ra khỏi phòng, xuyên tường tới phòng khách trạng thái bây giờ của hắn rất kỳ diệu lơ lửng cùng khống chế đồ vật tựa như là năng lực trời sinh cái này ý nghĩa hắn có thể ở trong trạng thái linh thể sử dụng đạo cụ đối địch ví dụ như cầm đao nổ súng mặt khác lực lượng của linh thể chính là thái âm lực hắn vẫn như cũ có thể thi triển cùng khiếu nguyệt nhưng không thể mở ra ô vật phẩm nữa chẳng qua thực lực tổng thể so với bản thể kém chút ưu điểm là trạng thái linh thể hắn miễn dịch công kích vật lý nhưng dị thường sợ hãi công kích loại tinh thần. Trong quá trình suy nghĩ, Trương Nguyên Thanh bay vào phòng ngủ của ông bà ngoại, hai vị lão nhân đã tiến vào giấc mộng. Hắn thay đổi tuyến đường, lao về phía vách tường, đi vào phòng ngủ của dì trẻ. Bên cửa sổ treo rèm màu hồng, dì trẻ mặc váy ngủ mỏng manh, đứng lặng ở trước cửa sổ, lặng lẽ nhìn cảnh đêm. Tủ đầu giường ném áo lót ren màu đen cô cởi ra, kích cỡ không nhỏ. Đầu Giang Ngọc Nhị hơi nghiêng khó mà phát hiện, Đột nhiên duỗi cái lưng, lẩm bẩm, mệt quá, ngủ thôi ngủ thôi. Trương Nguyên Thanh nhìn cô chui vào chăn, nhắm mắt, khuôn mặt điềm tĩnh dịu dàng, đầy đặn nhu thuận. Tương lai không biết cả nào có thể mỗi ngày nhìn bộ dạng khi đi ngủ này. Hắn đánh giá khuôn mặt lúc ngủ của dì trẻ, thầm nhủ, linh thể là có thể nhập vào, nhập lên người dì trẻ thử xem. Nghĩ lại một chút, lấy người nhà làm thí nghiệm hình như không ổn lắm, lập tức lao đầu vào sàn nhà, tới trong nhà hộ gia đình lầu dưới tầng dưới là một đôi vợ chồng trẻ ở cùng cha mẹ trương nguyên thanh vừa xuyên thấu trần nhà đã nghe thấy tiếng giường rung cót két cùng với tiếng va chạm không quá rõ ràng che giấu dưới lớp chăn mỏng theo tiếng nhìn lại thấy được hai thân thể giao nhau ạc à, đến không đúng lúc nha thế này làm sao mà nhập vào xem phim heo hiện trường hắn bất đắc dĩ bỏ qua lúc này hắn nghe thấy tiếng va chạm lập tức kịch liệt hơn tiếp đó bình ổn tấm chăn mỏng phập phồng cũng ngừng lại Tiếp theo truyền đến tiếng người vợ oán giận, sao lại nhanh như vậy? Mấy ngày nay tăng ca có chút mệt. Anh lần trước cũng nói như vậy. Ai da, có phiền hay không chớ, ngủ đi, ngày mai còn phải đi làm. Ông anh, anh cần bình xịt kẻ kéo dài để lấy lại tự tin của đàn ông, mọi người lầu trên lầu dưới, bớt cho anh 20%. Linh thể trương nguyên thanh bay lên, trở lại phòng dì trẻ, một lần này, hắn mục tiêu rõ ràng tiến vào nhà cậu cách vách, tới phòng ngủ chính, cậu cùng mở chưa ngủ, một người đắp mặt nạ xem chương trình truyền hình, một người cầm điện thoại di động xem video rap, thỉnh thoảng trong mồm làm vài câu vần đơn. em xem nguyên tử này, ăn bánh bao nóng hôi hổi, bộ dáng ngu ngốc. đầu cậu bỗng nhiên cúi xuống, lại lập tức ngẩng đầu lên, nhìn về phía vợ bên cạnh, Trịnh Trọng nói: anh cảm thấy chúng ta nên tốt với Nguyên Tử một chút. ánh mắt mở không rời máy tính bảng, nói chúng ta không phải rất tốt với nó anh là chỉ phương diện kinh tế nên cho thêm chút tiền tiêu vặt tuy mẹ nó sẽ cho nó tiền nhưng chúng ta làm cậu mợ cũng phải cho nhiều chút ồ vậy em hàng tháng cũng cho nó mấy ngàn đi mợ chẳng hề để ý nói mợ thật tốt a à không vợ thật tốt sức chú ý của mợ không ở trên người cậu không để ý nói sai xem chương trình văn nghệ khinh thường nói anh nói cô em gái đó của anh mấy năm nay chỉ biết kiếm tiền, có khi nào quan tâm nguyên tử. Học phụ huynh chưa bao giờ đi, học tập chưa bao giờ quản, nó đứa nhỏ không cha này ở trường học mỗi ngày bị người ta bắt nạt, cũng không quản, còn cần anh đi trường học quậy. Động cái là vứt cho con một đống tiền, nghĩ là ghê gớm lắm, phi, chỉ chút tiền đó của cô ấy, cái rắm cũng không tính. Cậu vẽ mặt xấu hổ, em bớt nói vài câu. Đó dù sao cũng là mẹ mình. Mợ thở dài nói, anh xem nguyên tử mấy năm nay, tình nguyện nhảy với anh cũng không xin tiền cô ấy, đứa nhỏ này năm đó lúc vừa tới, mới học tiểu học, nhưng cẩn thận thấp thỏm, khi anh không ở nhà, nó sẽ lấy lòng em. Sợ em chán ghét nó, không ở nổi trong nhà nữa. Đối với bố mẹ anh cũng thật cẩn thận, lúc ấy còn chưa thân với ông bà ngoại, còn nhỏ tuổi đã học được ăn nhờ ở đậu. Ừm, em nhớ Ngọc Nhi lúc còn nhỏ cũng như vậy, cho nên hai người bọn nó từ nhỏ đã thân cận. Nói xong, cô thấy ánh mắt của chồng hơi ảm đạm. Cái này cũng không giống anh nha. Mợ phát hiện không thích hợp thầm nhũ, lúc này, anh nên làm một đoạn ngẫu hứng, ví dụ như, có anh ông cậu này, có mẹ không mẹ đều như nhau, di đều giống nhau. Ngủ ngủ. Cậu buông điện thoại di động, kéo chăn. Hôm sau, Trương Nguyên Thanh đeo khẩu trang cùng mũ lưỡi trai tới đơn vị. Đi lên lầu 2, hắn nhìn lướt qua khu làm việc, đi thẳng tới trước mặt quan nhã, nói chị quan nhã hỏi chị chuyện này quan nhã đã dùng sinh mệnh nguyên dịch pha loãng chữa trị vết thương bị trong phó bản ngón tay linh hoạt xoay bút bi cười nói là nữ sinh thích dài một chút hay là ngắn một chút hoặc là là to một chút nhỏ một chút trương nguyên thanh bất đắc dĩ nói chị đừng như vậy em vẫn chỉ là đứa nhỏ quan nhã chớp mắt mấy cái chị có nói cái gì sao chị cho rằng cậu muốn hỏi là giày cao gót mà trương nguyên thanh ho khan một tiếng sửa đề tài đúng trở lại nói em nghe tại linh hy nói lão tổ tông hạ hầu gia là nhóm linh cảnh hành giả đầu tiên lão sống bao lâu rồi nhóm linh cảnh hành giả đầu tiên là xuất hiện khi nào quan nhã thoáng dừng động tác xoay bút bao hàm thâm ý nhìn hắn vì sao hỏi cái này hạ hầu gia sẽ không sẽ tìm cậu phiền toái cậu không cần lo lắng nói chuẩn xác phe phái khác của hạ hầu gia có lẽ hận không thể tìm cậu nâng cốc cười nói vui vẻ trương nguyên thanh cũng bao hàng thâm ý nhìn cô nói em chỉ là muốn biết quan nhã trầm ngâm một lát thấp giọng nói đi theo chị cô từ ghế làm việc đứng dậy đi giày cao gót cục cục đi về phía nhà vệ sinh a à, phải thảo luận ở nhà vệ sinh xuống lầu nói không phải tốt hơn sao trương nguyên thanh nhìn thoáng qua vương thái cúi đầu làm việc nhanh chóng đuổi theo lão tài xế Hai người một trước một sau đi vào nhà vệ sinh, Trương Nguyên Thanh đóng cửa. Quan Nhã khoanh hai tay trước ngực, nói Các lão tổ tông linh cảnh thế gia hiện có, bao gồm năm vị minh chủ của tổ chức, đều là nhóm linh cảnh hành giả đầu tiên, à, nguyên soái bạch hổ binh chúng chúng ta thì không phải. Nhóm linh cảnh hành giả đầu tiên, sinh ra ở cuối đời thanh đầu dân quốc. Trương Nguyên Thanh biến sắc. Hắn im lặng thật lâu, dây mi tâm, nói, thì ra là thế. Quan Nhã trả lời, gỡ bỏ nghi hoặc quấy nhiễu hắn đã lâu. Linh cảnh hành giả không phải từ xưa đã có, thể nhân vật xuất hiện ở cận đại, cũng chính là nói, cổ đại nếu có các nghề nghiệp lớn, vậy phương thức tăng lên của bọn họ quả thật là dựa vào thổ nạp tu hành. Bản chép tay miếu sơn thần, ghi chép tu đạo của âm dương tán nhân, nội dung bên trong cũng không phải bối cảnh linh cảnh hư cấu, người cổ đại thật sự tu hành như vậy. Khả năng lão mỏ cùng âm dương tán nhân là chân thật tồn tại nâng cao rất nhiều. Mặt khác, cái này có thể giải thích rất tốt thể nhân vật cái khái niệm đi trước thời đại này, thậm chí, linh cảnh còn có khả năng tồn tại đổi mới phiên bản. Phiên bản lúc ban đầu không có nhiều thuộc tính như vậy. Quan Nhã đánh giá hắn, cười nói. Chuyện này là cơ mật, chính phủ tuyên bố đối với bên ngoài là linh cảnh từ xưa đã có. Chỉ là vì gia tộc quan hệ, mới hiểu biết bí mật trong đó. Bình thường mà nói, chị là không thể nói cho cậu, cậu nhớ giữ bí mật trương nguyên thanh vội vàng nói cảm ơn chị quan nhã để mắt về sau em chính là chó liếm của chị ý tứ của cô rất rõ ràng chúng ta quan hệ tốt cho nên chị mới nói cho cậu quan nhã cười khanh khách nói liếm như thế nào bây giờ có thể liếm trong lòng trương nguyên thanh lẩm bẩm quan nhã đạp chân phanh thu hồi nụ cười nghiêm mặt nói cậu có phải đã phát giác ra cái gì hay không chị không cảm thấy sự tồn tại của giá trị đạo đức rất không hợp lý sao Bản chất của thế giới này là cá lớn nuốt cá bé, từ cổ đến nay, nhân loại thành lập bộ lạc, vương triều cùng chính quyền, những tổ chức này chế định trật tự, trên bản chất vẫn là cường giả vi tôn." Trương Nguyên Thanh thấp giọng nói. "Bởi vì những tổ chức này đủ mạnh, cho nên bọn họ chế định quy tắc, giá trị đạo đức tồn tại chính là một bộ phận của quy tắc, như vậy bên trên nhất định có cường giả. Cho nên linh cảnh căn bản không phải hiện tượng siêu tự nhiên, mà là con người sáng tạo." Quan nhã tỉ mỉ đánh giá hắn, trong ánh mắt lộ ra sự thưởng thức của một nữ nhân đối với nam nhân. Không tệ, rất sâu sắc, cậu mới trở thành linh cảnh hành giả không đến hai tháng, đã ý thức được vấn đề này. Càng nhiều người, sẽ không đi nghĩ những chuyện không quan hệ với mình, cho dù từng có nghi hoặc, cũng sẽ không miệt mài theo đuổi, lựa chọn thích ứng trong mọi tình cảnh, nước chảy bèo trôi. Trương Nguyên Thanh tiếp theo lại mang bản chép tay Tam Đạo Sơn, ghi chép tu đạo của âm dương tán nhân nói cho quan nhã quan nhã nhíu mày cá này chị ngược lại chưa từng nghe nói nhưng rất hợp lý từng cậu cảm thấy thiên địa có biến là có ý tứ gì trương nguyên thanh lắc đầu chị quan nhã chị sao đột nhiên không có đầu óc rồi vấn đề này cấp bậc quá cao âm dương tán nhân sinh ở niên đại đó cũng không biết em làm sao biết quan nhã cả giận nói không có đầu óc làm sao vậy cậu có ý kiến đầu óc tuy là thứ tốt nhưng ngực chị lớn như vậy không có cũng được Trương Nguyên Thanh nói, xinh đẹp như vậy, không có đầu óc không phải càng tốt sao. Quan Nhã Lường Nguyết, hầm hừ nói, coi như cậu khen chị, ý tứ của chị là, thiên địa đã có biến, giới hạn tu hành giảm xuống, vậy vì sao đến bây giờ, đột nhiên lại có thể tu hành. Trương Nguyên Thanh lập tức nói, bởi vì linh cảnh xuất hiện. Quan Nhã gật đầu, vậy linh cảnh là xuất hiện như thế nào? Từng, vấn đề này cấp bậc càng cao hơn, nhưng chúng ta vẫn như cũ có thể từ trong đó cân nhắc ra một vài thứ. Ví dụ như là ai sáng tạo ra linh cảnh? Lấy phương thức như thế nào sáng tạo ra linh cảnh? Sáng tạo ra linh cảnh mục đích là cái gì? Ba vấn đề của lão tài xế làm Trương Nguyên Thanh Lâm vào trầm ngâm. Đại khái mười mấy giây sau, hắn chậm rãi nói. Đầu tiên, sáng tạo linh cảnh khẳng định không phải đám người kia đời Minh, bọn họ nếu có năng lực này, sẽ không chịu giới hạn bởi thời đại mạt pháp tu vi của âm dương tán nhân ở lúc ấy cũng đã là tiêu chuẩn hàng ngũ đứng đầu rồi mà hắn cũng phải than thở một tiếng ô hô ai tai mà như lão mỏ ẩn sĩ cao nhân thâm tàn bất lộ như vậy vẫn bị trở thành một bộ phận của linh cảnh nghĩ kỹ mà sợ nha thời đại mạt pháp quan nhã ngẩn ra cách nói này không tệ à đọc trong tiểu thuyết mạng trương nguyên thanh tiếp tục phân tích em cảm thấy so với suy nghĩ lấy phương thức thế nào sáng tạo linh cảnh không bằng nghĩ loại tồn tại kia là như thế nào nghịch chuyển thời đại mạt Pháp. Thậm chí, chị quan nhã, chị cảm thấy thời đại mạt Pháp có thể có liên quan với loại tồn tại kia hay không? Quan nhã, tiếp tục nói. Về phần mục đích sáng tạo linh cảnh, em có hai ý nghĩ. Một, có thể từ trên thân linh cảnh hành giả bắt tay vào làm nghiên cứu. Hai, phá giải bí mật, nghiên cứu linh cảnh. Trương Nguyên Thanh theo cách nói này, tiếp tục xâm nhập. Ví dụ như, linh cảnh hành giả có cái gì nhất trí hướng đi chung hoặc nhiệm vụ vân vân chế tạo linh cảnh hành giả chung quy phải có mục đích chứ ý nghĩ của em là trận doanh đối kháng quan nhã nheo mắt hỏi cậu vì sao sẽ nghĩ như vậy bởi vì trận doanh hợp pháp cùng trận doanh tà ác cổ đại tựa như không có nhiệm vụ cưỡng chế chém giết càng nhiều là nghề nghiệp hợp pháp không quen nhìn nghề nghiệp tà ác cho nên ra tay trừng phạt cái ác mà linh cảnh hành giả với nhau trận doanh đối kháng có thưởng thanh danh có thưởng giá trị đạo đức trong phó bản còn có trận doanh đối kháng đặc biệt cái sau là tính cưỡng chế đương nhiên đây chỉ là phán đoán của em không có chứng minh thực tế thằng nhóc này biết không ít nha là trong bản giáp tử ghi chép tu đạo kia ghi lại chị quan nhã anh minh không thể giấu được chị em tiếp tục cái thứ hai phá giải bí mật linh cảnh toàn bộ tin tức em biết đều bắt nguồn từ linh cảnh thật ra phó bản linh cảnh đưa ra rất nhiều manh mối mịt mờ ghi chú đạo cụ cũng là như thế, luôn xuất hiện một cái tồn tại không thể miêu tả, tồn tại vĩ đại tối cao, vân vân và mây mây. Nói như thế nào đây, luôn cảm thấy linh cảnh cũng không phản cảm chúng ta đi phá giải bí mật của nó. Quan Nhã khẽ gật đầu, còn nhớ lời Lý Thuần Phong từng nói không, phó bản giai đoạn siêu phàm, bối cảnh là hiện đại cùng thời minh. Cũng chính là nói, giai đoạn thánh giả, giai đoạn chúa tể sẽ có bối cảnh thời đại khác, mà trong các linh cảnh bối cảnh xa xưa hơn lại sẽ tìm tàng tin tức gì đây? mấy thứ này, trương nguyên thanh không thể nào suy đoán, nhưng hắn bỗng nhiên hiểu ra ý tứ của quan nhã, trong lòng cả kinh, ý của chị là cao tần ngũ hành minh rất có thể đã thăm dò thấu đáo huyền bí của linh cảnh. quan nhã cười nói, ít nhất biết nhiều hơn chúng ta. thấy tán gẫu tương đối hồng hồng rồi, cô cao mày nhắc nhở, việc này đừng truyền ra bên ngoài, cũng đừng nói với ai, bao gồm thập trưởng. chờ trương nguyên thanh gật đầu. Cô cười tủm tỉm nói, thật ngoan, đúng rồi, chị vừa rồi có nói chuyện phím với nữ vương, cô ấy nói cho chị biết một chuyện thú vị. Chuyện thú vị Đoạn thời gian trước viên đình bị tôn trưởng lão bắt đi, từ đó về sau, diễn đàn, nhóm chắc thái nhất môn liền có rất ít người dám nói tôn trưởng lão hồ đồ, nhưng bắt đầu từ ngày hôm qua, trang này lại cho tàn lại cháy. Quan nhã vừa đi ra ngoài, vừa cười nói. Lần này tôn trưởng lão chỉ sợ cũng không ép xuống được, cậu ở trong phó bản đánh chết lý hiển tông ảnh hưởng quá lớn trương nguyên thanh khu vực làm việc lý đông trạch từ bên trong đi ra thò đầu nhìn thoáng qua không có quan nhã hỏi nguyên thủy sao còn chưa đến vương thái quan nhã đi đâu rồi vương thái đầu cũng không ngẩng lên giọng điệu bình tĩnh nói hai người lén lút đi nhà vệ sinh gì lý đông trạch hoài nghi tai mình nghe lầm vương thái lặp lại nói hai người lén lút đi nhà vệ sinh đã hơn 10 phút. Ồ, oh, oh my god, hai người này. Hai người này là dính từ khi nào? Là trấn âm dương cùng chung hoạn nạn, làm bọn họ đột phá phong kiến lễ giáo trói buộc. Lúc này, cửa nhà vệ sinh mở ra, Quan Nhã cùng Trương Nguyên Thanh một trước một sau đi ra. Thập trưởng. Trương Nguyên Thanh giơ tay chào hỏi. Lý Đông Trạch chống gậy chống, trầm giọng nói, Phó Bách Phu trưởng vừa rồi cho tôi biết, nếu cậu đến rồi nhớ lập tức đi vịnh phó gia một chuyến. Bách phu trưởng tìm mình. Trương Nguyên Thanh, vâng, một tiếng, vậy em đi ngay bây giờ. Lý Đông Trạch khẽ gật đầu, nhìn quan nhã trở lại chỗ ngồi một cái, lại nhìn về phía Trương Nguyên Thanh, chậm rãi nói. Công việc của chúng ta trước giờ tương đối tự do, khi không có tình huống đột phát, tản mạng chút cũng không sao, cho nên là không thiếu thời gian. Ngoài văn phòng cảnh sát chính là khách sạn, lần sau đừng như vậy nữa. Nói xong, hắn cầm gậy chống sải bước quay về văn phòng a à, anh ta đang nói cái gì thế trương nguyên thanh vẻ mặt mờ mịt kinh thành tứ hợp viện dưới tàn cây đa công trưởng lão nằm ở trên xích đu hóng mát gió nhẹ hiu hiu bóng cây lay động cành lá cây đa vang lên xào xạc truyền đến giọng nói thanh thúy của bọn nhỏ ông ông tiếng bước chân từ ngoài sân vang lên tiếng ồn ào thanh thúy lập tức dừng lại người trung niên đồ đen vượt qua bậc cửa tiến vào sân, dừng lại ở trước xích đu, cung kính nói, tôn trưởng lão, viên đình đã ở doanh trại tập huấn chịu đủ 10 ngày, hắn đã biết sai rồi. Tôn trưởng lão phe phẩy quạt hương bồ, khẽ gật đầu, viên đình tu hành như thế nào? Năng lực các phương diện đều có tiến bộ thật lớn, có lẽ có hy vọng tham dự phó bản giết chóc tháng 6. Người đàn ông trung niên trả lời. Không tệ. Tôn trưởng lão mắt liêm diêm, chậm rãi nói, lão phu đưa hắn đi doanh trại tập huấn, đó là vì bồi dưỡng hắn. Người đàn ông trung niên lập tức nói, công trưởng lão dụng tâm vất vả. Công trưởng lão nói, đã đủ 10 ngày, để viên đình trở về đi. Đúng rồi, mấy ngày nay còn có ai dám nói này nói nọ lão phu hay không? Vấn đề này, công trưởng lão lúc ban đầu rất coi trọng cùng chú ý. Về sau, có video viên đình ở doanh trại tập huấn khổ tu giết gà dọa khỉ. Thái nhất môn không ai dám đùa dẫn việc này nữa. Công trưởng lão liền dần dần không chú ý nữa nhưng xuất phát từ thói quen mỗi ngày hỏi một lần cái này người trung niên đồ đen chần chờ một phen công trưởng lão lập tức mở mắt ra thay đổi tư thái lười biếng ánh mắt sắc bén cười lạnh nói ồ còn có thằng nhãi con to gan lớn mật nào nói ra nói vào lão phu nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha